cùng với ban điều hành khu dân cư. Trong những ngày Đà Nẵng thực hiện quy định ai ở đâu thì ở đó, đội ngũ tình nguyện viên tại các tổ dân phố là một trong những lực lượng năng nổ tham gia giúp đỡ người dân từ khâu đi chợ, hỗ trợ địa phương tập kết hàng hóa cứu trợ, rồi vận chuyển đến các hộ gia đình. Bằng tinh thần trách nhiệm, ngày qua ngày, những tình nguyện viên này đã và đang lặng lẽ hỗ trợ tối đa mọi nhu cầu của bà con nhân dân. Lịch trình làm việc của anh Tấn bắt đầu từ 5 giờ sáng, bươn bả hàng chục cây số đến các địa điểm thu mua để gom hàng theo đơn đặt hàng của bà con. Những ngày đầu tiên thực hiện giãn cách xã hội, số tiền người dân đặt mua hàng thông qua tổ Covid cộng đồng đã lên tới 70 triệu đồng. Để có những đơn hàng đến tay người dân theo yêu cầu, suốt đêm hôm trước, anh phải làm bạn với chiếc máy tính cầm tay, tính toán số tiền chi cho mỗi mặt hàng, liên hệ với nhà cung cấp. Suốt thời gian này, hầu như anh ở hẳn ở cơ quan để lo chuyện chợ búa cho bà con. Mỗi ngày em đều lên đi xã, em nhận thực phẩm. Nói chung là thịt đồ là rất là ngon. Nói chung là ảnh cũng rất là nhiệt tình. Đồng chí được phân công nhiệm vụ thì thực hiện rất là tốt, năng nổ. Liên tục cả ngày và đêm để cùng với các đồng chí trong tổ thực hiện phối hợp tốt, vừa cấp phát hàng vừa là tiếp nhận đơn yêu cầu nhu cầu thiết yếu của hộ dân. Với anh Tấn, nghề anh nuôi bất đắc dĩ cũng lắm chuyện vui buồn, song vượt lên trên tất cả là tinh thần phục vụ người dân với trách nhiệm cao nhất. Hầu mô trừ không đi lồn cái việc này, không có việc đi chợ này, không có chiên gì hết, nhưng mà cuối cùng lúc qua cũng thành ra một cái đề nghị mới, cũng vui và dù cũng mệt đó nhưng mà cũng thấy cũng vui. Đã hơn nửa tháng đi chợ giúp dân, anh Cao Văn Tấn cứ lặng lẽ ngày lại ngày làm công việc của người nội trợ bất đắc dĩ. Việc làm của anh như con ong cần mẫn ngày đêm mang mật ngọt cho đời.